Hôm nay mình khui học cái khẩu trang. Khẩu trang này Wakanomo. Khẩu trang này diệt được 99% COVID. Đây. Khẩu trang của Việt Nam sản xuất nha. Anti corona này. Có thể giết được vi khuẩn virus corona nha. Giết virus corona chứ không phải là kháng nha, là giết luôn. Diệt virus luôn. Đây. Còn tem nha. Còn tem này. Hàng Việt Nam sản xuất. Mọi người nên mua cái này xài nha, cái này có thể giết được vi khuẩn, nếu vi khuẩn bám vào khẩu trang là có thể giết chết luôn nha, giết chết vi khuẩn luôn. Đó, khẩu trang nó như vậy nha. Đây có cái thương hiệu nha, thương hiệu đây nha. Đưa vào thôi. Khẩu trang này có mùi quế nha, có mùi quế, mùi của cái vỏ quế á.